Chó bù lì Whippet. Chó bù lì Whippet là một giống chó lai giữa chó bùn và chó Whippet, tương tự như giống bò ba bê ở trên. Em này cũng bị ảnh hưởng bởi việc biến đổi gen, khiến cho cơ thể của chúng phát triển hơn bình thường. Hai con này không những siêu nạc mà còn siêu cơ bắp, khiến cho mọi đối thủ nhìn thấy đều phải tránh xa 10 bước. Tuy nhiên điểm khác nhau giữa hai loài động vật này đó là bò ba bê nhiều cơ đến mấy thì cũng chỉ để làm thịt mà thôi, còn sức mạnh của em chó Bully này sẽ khiến cho nhiều bạn phải ngã ngửa. Mang danh là Bully có nghĩa là kẻ bắt nạt, giống chó này quả thực là nỗi khiếp đảm cho nhiều loài chó khác và cả con người cũng vậy. Sức mạnh của giống chó này không chỉ thể hiện qua những pha tấn công mà còn qua những màn kéo vật nặng mà chúng mình sẽ phát ngay sau đây. Chó Bully là một trong số ít những giống chó có thể kéo được cả những chiếc ô tô nặng đến vài tấn, quá là kinh khủng khiếp luôn, mình cũng không biết dùng từ nào để có thể diễn tả nữa. Đúng là phải có những video như chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì mới thấy rằng sức mạnh tiềm ẩn của những loài động vật thực sự không thể nào mà trêu đùa được. Và các cụ thì đã dặn rằng là tránh voi chẳng xấu mặt nào. Giờ ra đường mà gặp phải những con vật vừa to dữ lại còn cơ bắp cuồn cuộn như thế này thì thôi, cứ đi đường khác cho an toàn các bạn ạ.